Theo AS, bất chấp mọi đồn đoán, Real Madrid vẫn đang đặt niềm tin tuyệt đối vào Zidane. Mặc dù vậy, đội bóng này cũng đã có sẵn kế hoạch B để phòng trường hợp Zidane ra đi. AS cho hay, Real đã nhắm sẵn hai ứng cử viên thay thế Zidane. Cái tên đầu tiên là Joachim Löw, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Đức. Cách đây không lâu, chiến lược gia 61 tuổi đã chính thức xác nhận việc chia tay Dean Majerus sau khi vòng chung kết Euro 2021 khép lại. Cái tên còn lại trong kế hoạch B của Real là Raúl González, một huyền thoại của đội bóng này. Hiện tại Raúl đang dẫn dắt đội Castilla, đội Real Madrid B và đã để lại những dấu ấn nhất định. Ngay mùa giải trước, cựu danh thủ người Tây Ban Nha cùng các học trò đã giành chức vô địch UEFA Youth League và hiện đang thể hiện rất tốt tại giải Segunda B, giải hạng 3 Tây Ban Nha. Ở trận Bồ Đào Nha đánh bại Luxembourg với tỷ số 3-1 thuộc lượt trận thứ 3 bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, huấn luyện viên Fernando Santos bố trí João Félix đá chính. Vào sân từ đầu, nhưng ngôi sao của Atlético Madrid đã phải rời sân ở phút 41 vì chấn thương. Việc João Félix rời sân với bộ mặt khá đau đớn cho thấy vấn đề mà anh gặp phải có thể khá nghiêm trọng. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, ngôi sao 21 tuổi sẽ được đưa đi kiểm tra ngay sau khi trở lại Tây Ban Nha từ đợt hội quân đội tuyển quốc gia này. Về phía Atlético Madrid, đội bóng này đang khá lo lắng cho tình trạng của cầu thủ mà họ chi 127 triệu euro để mua về từ Benfica vào mùa hè năm 2019. Sau loạt trận quốc tế, đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone sẽ đá trận đấu vô cùng quan trọng gặp Sevilla ở vòng 29 La Liga vào ngày 5 tháng 4. Vì thế, nếu mất João Félix thì đây sẽ là tổn thất lớn đối với đội chủ sân Wanda Metropolitano. Theo Sports News, Man City sẵn sàng chiêu mộ hai ngôi sao tấn công Erling Haaland của Dortmund và Jack Grealish của Aston Villa trong mùa hè tới. Bộ đôi này có phí chuyển nhượng hơn 200 triệu bảng, nhưng điều đó không khiến giới chủ Man City e ngại. Haaland được xem là cái tên hoàn hảo thay thế cho Sergio Aguero, người sẽ rời Man City sau mùa giải này. Tiền đạo 20 tuổi người Na Uy đang làm mưa làm gió tại Bundesliga, Champions League và được rất nhiều đại gia theo đuổi. Trong khi đó, Grealish, vốn được huấn luyện viên Pep Guardiola yêu thích từ lâu, tiền vệ 25 tuổi đã chứng minh tài năng ở Premier League và hứa hẹn có thể gia tăng sức tấn công từ cánh trái cho Man City, nơi Raheem Sterling đang sa sút trông thấy. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, N'Golo Kanté đã phải rời đội tuyển Pháp để trở về Chelsea sau khi đá đủ 90 phút ở trận đấu gặp Ukraine. Tiền vệ 30 tuổi đã dính chấn thương gân khuêu. Vì vậy, anh không thể tham dự hai trận đấu còn lại ở đợt tập trung tháng 3 này với các đối thủ Kazakhstan và Bosnia. Hôm nay, Chelsea tiếp tục đón thêm tin buồn vì virus FIFA. Theo đó, Callum Hudson-Odoi là cái tên tiếp theo dính chấn thương ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia này. Ngôi sao trẻ sinh năm 2000 cũng vừa được U21 Anh trả lại câu lạc bộ chủ quản. Theo xác nhận của huấn luyện viên trưởng U21 Anh, Eddie Boothroyd, Hudson-Odoi dính chấn thương vai trong một buổi tập. Trước đó, sao trẻ của Chelsea đã được xếp đá chính ở trận đấu gặp U21 Thụy Sĩ và đá đủ 90 phút. Đến trận gặp U21 Bồ Đào Nha sau đó ít ngày, anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Theo thống kê của SofaScore, kể từ khi chính thức bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp hồi đầu tháng 1 năm 2017 trong màu áo của Mane, đây mới là lần đầu tiên Haaland trải qua chuỗi 3 trận liền đá chính mà không ghi bàn. Lần gần nhất anh có 3 trận liên tiếp tịt ngòi đến vào năm ngoái. Chính xác là từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, Haaland có 3 trận đấu không ghi bàn cho Dortmund, lần lượt trước Freiburg thắng 1-0, Mönchengladbach thắng 2-1, rồi Paris Saint-Germain thua 0-2. Thế nhưng, ở trận đấu gặp Freiburg, anh chỉ vào sân từ ghế dự bị, đá 27 phút. Tại quê nhà, Haaland phải nhận không ít chỉ trích. Trong đó có ý kiến từ hai cựu danh thủ John Arkwright và Bernd Husker, họ đều tỏ ra không hài lòng, thậm chí gay gắt. Khi đá cho đội tuyển, Haaland không thể hiện tinh thần như trong màu áo của Dortmund. Tại Dortmund, cậu ta giận dữ với một đường truyền hỏng, nhưng ở đội tuyển thì sẽ chỉ làm ngơ. Sau vòng 6 V-League, VFF đã có án phạt nguội rất nặng dành cho Hoàng Vũ Samson sau khi cầu thủ này có pha va chạm nguy hiểm với thủ môn Tuấn Mạnh trong trận thua 1-3 của Thanh Hóa trước Đà Nẵng. Cụ thể, Samson bị VFF phạt 15 triệu đồng và treo gió 3 trận, dù trong trận đấu anh chỉ bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Ngoài án phạt nguội từ VFF, Hoàng Vũ Samson còn bị câu lạc bộ Thanh Hóa phạt nội bộ cực nặng. Theo đó, Samson bị ban lãnh đạo Thanh Hóa chuyển xuống tập với đội dự bị đến hết mùa giải. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Thanh sẽ làm văn bản đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra những dấu hiệu thi đấu thiếu tích cực của Samson trong những trận đấu gần đây. Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa Cao Tiến Đoan khẳng định câu lạc bộ sẽ kiên quyết xử lý những hành vi phi thể thao, thi đấu thiếu tích cực làm ảnh hưởng tới hình ảnh và thành tích chung của đội bóng.